Chào mừng quý vị đến với một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thánh lễ với nghi thức ban các bí tích và trao giấy chứng nhận giáo lý tại giáo xứ Lái Thiêu. Đại hội Untria lần thứ 25 Phong trào Cù Si Giáo Phận Phú Cường mừng bổn mạng Thánh Phao trở lại. Tỉnh Tâm Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phúc Cường quý 1 năm 2019 với chủ đề Hiệp thông trong đức ái. Tin Giáo sứ Lái Thiêu Thánh lễ với nghi thức ban các bí tích và trao giấy chứng nhận giáo lý tại Giáo sứ Lái Thiêu. Chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019, tiếng chuông giáo đường lái thiêu vang lên, chào đón các anh chị em dự tòng, tiến đến bàn thánh, nhận các bí tích khai tâm do cha Đà Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con giáo dân giáo sứ lái thiêu. Để thực hiện niềm tin cách sống, Chúa Giêsu đã chọn đời đơn hèn như mọi người nơi gia đình thánh du xe. Ngài đã sống ẩn giật 30 năm, hãy học sự khiêm nhường nơi Chúa khi giờ chưa đến. Hãy nhìn về tiệc cưới Cana trong sự vui mừng của mọi người được thưởng thức rượu ngon. Cha Đa Minh ghi nhận những vất vả trong đời sống công nhân, làm việc tăng ca, có người xa xứ chọn nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng luôn dành thời giờ đi học giáo lý. Có lẽ ban đầu vì muốn kết hôn, vì người bạn đời hay một lời mời gọi nào đó, Quá trình học tập cũng đòi hỏi sự kiên trì cùng với lòng thành tâm, và hôm nay Thiên Chúa đã đón nhận các anh chị em vào vòng tay yêu thương của Ngài. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị tân tòng giữ trọn niềm tin theo Chúa đến cùng. Thánh lễ hân hoan với niềm vui vừa lãnh nhận của đoàn dân Thiên Chúa trong những ngày cuối năm mang một ý nghĩa thật sâu xa. Thiên Chúa là tình yêu và là niềm khao khát của người con được bước đi với Ngài dẫu còn yếu đuối, bỡ ngỡ, đau khổ nhưng Ngài đã thương đến bên người con. Cha Đa Minh trao giấy chứng nhận cho các anh chị em đã hoàn tất khóa giáo lý dự tầm. Toàn thể cộng đoàn chúc mừng các anh chị em bằng tràng pháo tay giòn giả. Tin phong trào Cụ Si Lô Đại hội Ươn Tri lần thứ 25 Phong trào Cù Si Lô Giáo Phận Phú Cường mừng bổn mạng Thánh Phao Lô trở lại. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 23 tháng Giêng năm 2019, phong trào Cù Si Lô Giáo Phận Phú Cường mừng bổn mạng Thánh Phao Lô trở lại tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Trong niềm vui của các anh chị em Cù Si từ các giáo hạt trở về, trong bầu khí sôi nổi và hân hoan. Đức Thánh Giáo Hoàng Phao Lô VI đã chọn ngày lễ Phao Lô trở lại là bổn mạng phong trào cơ si lô trên toàn thế giới. Đây thật là niềm hãn diện siết bao. Trong khóa ba ngày, các anh chị em được đắn động với tiếng gọi Thầy đã chọn con. Và hôm nay dưới sự hiện diện của cha linh hướng An Tôn Hà Văn Minh, cha Tito Trần Nguyên Lãm, Untrea lần thứ 25 đốt lên ngọn lửa yêu mến qua bài tín lý của cha An Tôn. Thánh lễ đồng tế diễn ra trong bầu không khí sốt mến, cùng cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban xuống từng gia đình các anh chị cơ si Mọi người cùng cầu nguyện cho các anh chị đã qua đời và những người vì lý do khác không đến được nơi đây trong ngày mừng bổn mạng, được Thiên Chúa gìn giữ trong năm mới, trong bình an, thánh đức. Cuối lễ, phong trào Cù Si Lô Giáo Phận Phú Cường mừng bổn mạng Cha Ti vào ngày 26 tháng Giêng năm 2019. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành, hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi cha. Các anh chị em của Silissa mừng cha trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Tin Giáo Phận Phú Cường Tỉnh Tâm Liên Tu Sĩ Giáo Phận Phú Cường quý 1 năm 2019 với chủ đề Hiệp thông trong Đức Ái vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng năm 2019 tại nhà thờ giáo xứ Bà Lụa, hơn 60 dòng tu có mặt dự tỉnh tâm quý một theo định hướng mục vụ của giáo phận hiệp thông trong đức ái. Quý tu sĩ đã có những giây phút hồi tâm suy niệm, cầu nguyện riêng và xương tội, bầu lại ban điều hành, ban liên lạc cho nhiệm kỳ mới. Các đề tài học hỏi hôm nay như sau, sinh đồng hóa một cách lãnh đạo mới sinh động hóa, xác định nội hàm và ý tưởng, nhận ra con người thiêng liêng, con người phục vụ theo tin mừng, khả năng sư phạm, khả năng mời gọi sự tham gia, khả năng đối thoại, biết san sẻ trách nhiệm. Thi hành việc sinh động hóa, hình thành đội ngũ cố vấn để ra tầm nhìn chiến lược, kế hoạch, chịu trách nhiệm tổng thể và lượng giá, trên hết là sự cầu nguyện, xin ơn phân định để quyết định điều gì làm vinh danh Chúa hơn. Lúc 10 giờ 45, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đến với tâm tình người mục tử. Đức cha vui mừng với các hoạt động gần đây của giáo phận Phú Cường, khánh thành trung tâm mục vụ, đang xây dựng nhà nghỉ dưỡng cho các linh mục, và cuối năm nhìn lại đời tu, đời thường, để bước sang một năm mới vạn sự như ý Chúa, cho mọi điều tốt đẹp hơn. Đức cha ước mong quý tu sĩ nhận thức niềm vui ơn gọi, Tu sĩ là chứng nhân tin mừng khơi dậy niềm hy vọng ở tương lai, đón nhận những đau khổ theo thánh ý Thiên Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Ngài thương ban. Lúc 11 giờ, thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Du Xe chủ tế, đồng tế trong thánh lễ có Cha Du Xe Phan Trọng Quang đặc trách tu sĩ, Cha Tô Ma Trương Hoàng Phúc, chánh sứ giáo sứ Bà Lụa cùng quý cha. Quý tu sĩ hiệp lễ trong tâm tình yêu mến Thiên Chúa, hiệp nguyện rất sốt sắng, Trước khi kết lễ, một vị đại diện tu sĩ cảm ơn Đức Cha Du Xe cùng dâng lên ngài bó hoa tươi thắm trong tràng pháo tay của cộng đoàn. Nhân dịp này, giáo sứ bà Lụa cũng chúc mừng Đức Cha Du Xe mùa xuân mới bình an yêu thương. Và cuối cùng, quý tu sĩ cùng chúc xuân Cha Du Xe Phan Trọng Quang và cầu nguyện cho các anh chị em các dòng tu trong tình thân thương huynh đệ. Sau khi nhận phép lành kết lễ, Mọi người cùng tiến lên nhận lì xì và quyển sách Đau khổ trong cuộc sống làm hành trang cho năm mới. Sau đó, tất cả dùng cơm trưa rồi ra về trong bình an. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.